Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tô Minh Chủ không nói cụ thể với ta, nhưng mà có vẻ cô ấy rất là hưng phấn. Nói cổ đại sự, muốn nói kỹ với ngài. Được, vậy bây giờ ta đi tìm cô ấy nói chuyện. Gần đây Thần Dương Đan Hà và chỗ sinh tử đài đều chưa từng thấy cô ấy. Chắc là cô ấy đang trong viện lạc của mình. Biết rồi. Hắn tới rồi. Ta biết ngay là ngươi mà, Tô Minh Chủ đã lâu không gặp. Thời gian bế quan lần này của ngươi đúng là lâu. Thế nào, đột phá Vũ Vương một sao rồi ư? Thành công. Vậy thật sự là quá tốt rồi. Ta nghe nói Viêm Minh của các người đã phát triển đến 800 người rồi. Huyết Minh bọn ta đã có 400 người rồi. Huyết Minh chỉ thu nữ học viên thôi đúng hay không? Có thể có 400 người đã là rất lợi hại rồi. Ta còn có ý tưởng tuyệt hơn. Huyết Minh và Viêm Minh chúng ta hợp thành một đi. Hợp thành một. Bởi vì sắp đến khảo hạch ngoại viện rồi. Ta muốn hai người chúng ta đều có thể vào nội viện. Lúc đó sẽ bị tách khỏi mọi người trong liên minh. Nhưng mà Viêm Minh của ngươi vừa thành lập không lâu, Huyết Minh của ta lại toàn là nữ tử. Sau khi rời khỏi bọn ta, rất khó để biết đường có thuận lợi sống tốt hay không. Nói cũng phải, bây giờ kẻ địch của chúng ta nhiều, đợi chúng ta không có ở đây, họ nhất định là sẽ gây phiền phức. Nên ta nghĩ, không bằng để hai minh hợp nhất, hình thành một quần thể lớn mạnh. Như vậy chúng ta cũng dễ quản lý, họ cũng có nhiều người, họ cũng có người chiếu cố. Nghe có vẻ không ta đồng ý. Được, vậy chốt thế đi. Vậy giữ lại tên của Viêm Minh, Huyết Minh bọn ta hoàn toàn gia nhập vào. Ngươi vẫn là minh chủ, ta làm phó thủ rồi. Ta làm phó thủ cho ngươi. Để ta làm chủ không ổn lắm. Huyết Minh các ngươi những năm nay có căn cơ khá vững. Nhưng bây giờ danh tiếng của ngươi càng mạnh, ta không phải là loại người ham danh vọng. Ta chỉ chọn giải pháp tối ưu. Vậy nếu ngươi đã nói như vậy, chuyện này cứ chốt vậy đi. Chuyện chính là như vậy, từ nay về sau, Huyết Minh và Viêm Minh sẽ hợp thành một, về sau thống nhất là Viêm Minh. Lâm Viêm là minh chủ của Viêm Minh, ta là phó minh chủ của Viêm Minh, mọi người đều rõ chưa? Đã rõ. Gặp qua minh chủ, gặp qua phó minh chủ, từ nay về sau Viêm Minh chính là một đại gia đình. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Và không được quên tình nghĩa giữa chúng ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa phải ghi nhớ, Viêm Minh là một đại bang phái đệ nhất ngoại viện, không thể nào lười biếng, phải tiến bộ hàng ngày. Minh chủ nói đúng. Ta đã phát phần thưởng liên minh trước đây, đây là phần thưởng dành cho thành viên mới của chúng ta, hy vọng các ngươi có thể dựa vào những phần thưởng này để phát triển nhanh hơn. Tạ minh chủ.